Em Tiến Điền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh với em. Nó tiếp tục cái chương trình video trong buổi tối hôm nay. Rất là nhiều sản phẩm mới gửi đến quý cô bác chị. Đấy, các bác xem video thì đừng quên cho em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm rồi video mới nhất của bên em quá nhá. Đấy, rất là nhiều sản phẩm mới gửi đến quý cô bác chị. Đấy, các bác xem video thì cứ ấn đăng ký kênh nhá. Các bác nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh chữ thông báo để khi mà mỗi lần em đăng video mới thì nó sẽ thông báo về, các bác sẽ biết là em đăng video nhá. Thì các bác sẽ có thể tiện trực tiếp xem trực tiếp cái video của em. Đó thì cảm ơn các bác rất nhiều đã luôn quan tâm ủng hộ em. Đấy, các bác có nhu cầu về hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em này. 0967128399. Đó, cái số điện thoại em đây cơ nhá. Các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác. Và cái hóa đơn trên 400k thì các bác sẽ được miễn phí ship, ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc, nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thanh toán. Đó, đấy là cái quy cách mà anh em nhá. Đó, đấy thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay ạ. Vâng, cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay em lên với bác là cái dòng sản phẩm là cái bộ micro các nhá. Đấy, bộ micro hát karaoke. Hàng của nó là hàng nguyên hộp này. Đấy, hàng của Tomaha. Đấy, Tomaha, hàng made in Japan này. Đấy, Tomaha made in Japan. Hàng của nó là hàng nguyên hộp các nhá, hàng nguyên hộp này. Đấy, hàng nguyên hộp. Bên trong thì của nó gồm có một củ mic này, đó một cái củ mic này. Đấy, một cái củ mic. Một cái củ mic này. Đó, và một sợi dây dài 5 m nhá, một sợi dây dài 5 m, dây của nó dây bọc dù này. Chống cặp chống gãy nhá. Đấy, dây bọc dù chống cặp chống gãy đây, các bác nhìn này. Đó, phần phích cắm vào này, rất đẹp luôn. Đấy, sắc sảo tinh tế từng chi tiết luôn nhá. Đấy, sắc sảo tinh tế từng chi tiết. Đó, đây cái dòng dây này của nó là dây 5m này. Đó, dây 5m, dây có chữ Japan luôn nhá. Dây có chữ Japan luôn trên dây này. Đó, còn đây là cái phần mic chính này. Đấy, phần mic chính. Nguyên một cái mic này các bác cầm về, các bác cân này nó nặng khoảng tầm 3 lạng nhá, nặng khoảng tầm 3 lạng, rất nặng luôn. Đấy, của thương hiệu Tomaha. Tomaha này, hàng made in Japan, Tomaha made in Japan này. Đấy thì nó có nút công tắc bật tắt này. Đó, còn đây là cái phần các bác tháo được này. Và phần này là cái phần màng inox này. Đấy, để cho nó chống gió, chống ồn nhá. Đấy, chống gió, chống ồn. Đây các bác nhìn này, cái phần chi tiết bên trong này. Đấy, nó làm rất đẹp luôn, siêu sắc sảo, siêu nét luôn nhá. Đấy, hàng Nhật nó làm nói chung là chấm hết luôn. Đây là cái dấu logo thương hiệu của nó nhá. Dấu logo thương hiệu nó giấu bên trong này. Đấy, để cho ví dụ là phân biệt giữa hàng thật vàng nhái đúng nhá, phân biệt giữa hàng thật vàng nhái. Đấy. Đây đây là cái phần mic để chống gió chống ồn này. Đó, con này thì thu siêu ngon luôn nhá, thu rất tốt, bắt thu bắt rất tốt luôn. Và ngoài ra là nó chống hú các bác nhá, chống hú. Đấy, chức năng chống hú của nó. Đấy, của thương hiệu Tomaha made in Japan này, made in Japan. Đấy, cái bộ mic thì combo của nó này, gồm có một sợi dây dài 5 m và một cái củ mic chính này. Đấy, một cái củ mic chính, hàng siêu chất lượng luôn. Đấy, hàng siêu chất lượng, cầm rất là chắc chắn luôn các nhá, cầm rất chắc chắn luôn. Đấy thì giá bên em đang bán cái bộ micro hát karaoke này. Đấy, bộ mic của Tomaha. Giá bên em đang bán là 400k một bộ bao ship nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là cái bộ micro của Tomaha đi. Đấy, bộ micro của Tomaha. Giá bên em đang bán là 400.000 một bộ nhá. Đó, 400.000 một bộ bao ship cho bác luôn này. Đấy, 400.000 một bộ bao ship. Đó, các bác lên mã cho em là bộ micro nhá. Đấy, bộ micro hát karaoke 400k bao ship. 400k bao ship. Sản phẩm tiếp theo đi em lên với bác là cái dòng sản phẩm là cái bộ dao của thương hiệu Sato này. Đấy, bộ dao C1 và C2 nhá. Bộ dao C1 và C2. Đấy thì bữa trước bên em đã có quay rồi. Đấy thì hôm nay tiếp tục lại quay lại đấy bác này. Đó, đây. Dòng này của nó dòng chuyên bác làm bếp các nhá. Dòng siêu chất luôn rồi. Đấy, chuyên bác làm bếp này. Đây của thương hiệu Sato này. Đấy, Sato Japan nhá, Sato Japan. Con này các bác lên mã cho em là Thái C1 đi. Đấy, Thái C1. Con này bên em đang bán là 280k nhá, 280k một cây. Con này thì cái tổng chiều dài của nó là đi 40cm các nhá. Tổng chiều dài của nó là 40cm này, nói chung là rất là dài luôn. Về các bác, nhiều bác rất là nhiều bác hỏi những cái dòng dao dài nha. Thì rất là nhiều bác hỏi, đây, phần thớ này rất là dày luôn này. Hàng liền thân này, ốp gỗ hai bên 3 đinh tán này. Đấy, chuôi gỗ này, cầm rất chắc chắn luôn nhá. Nói chung là dòng này cho bác làm bếp thì nói chung là chấm hết luôn rồi. Đấy, làm bếp nhà làm nhà hàng con này chấm hết luôn nhá. Đấy, Thái C1 này. Tổng chiều dài của nó là 40cm này, còn phần lưỡi của nó dài, nguyên phần lưỡi của nó là dài 27cm nhá. Đấy, phần lưỡi dài 27cm. Thì cái con Thái C1 này bên em đang bán bác giá là 280.000 một cây nhá. Đấy, hàng bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, hàng bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, hàng bao xài bao dùng luôn này. Đấy, rất chất luôn nhá. Đấy, chất từ những cái đinh tán này, rồi là cái phần chuôi gỗ này. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, dòng dao rất đẹp, sáng choang luôn nhá. Sáng choang luôn. Đấy, hàng này bao sắc bao xài. Con này thì mã của nó là Thái C1 nhá. Thái C1 bên em đang bán với giá là 280.000 một cây nhá, 280.000 một cây. Hàng bao tét bao sắc luôn nhá. Đấy, bao đổi trả luôn này. Nhìn này. Đó đấy, thấy không? Hàng của nó quá sắc luôn rồi. Đấy, hàng của nó quá sắc luôn nhá. Đấy. Sao không các bác? Thấy thích không?
dòng này em bao xài cho bác luôn. Đấy, bảo hành cho bác luôn cái độ sắc của nó không nhá. Vì nó quá chất luôn rồi. Đấy, Thái C1. Bên em đang bán là 280.000 một cây nhá. 280.000 một cây. Tiếp theo em lên cho bác là cái con nó ngắn hơn một chút này. Đấy, con ngắn hơn một chút. Con ngắn hơn một chút là cái con Thái C2 này. Đấy, con này nó ngắn hơn một chút này. Con này bên em đang bán giá là 260.000 một cây. Con này tổng chiều dài của nó là 37 cm và cái phần lưỡi của nó dài là 25 cm này. Hàng nó cũng cùng thương hiệu con kia. Đấy, Sato Japan này, Sato Japan. Đó, Sato Japan nhá. Đấy, rất chất luôn nhá. Nó đúng như con kia thôi, nhưng mà nó chỉ mỗi tội là nó ngắn hơn nhá. Mỗi tội nó ngắn hơn thôi. Đấy, hàng cũng bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, hàng liền thân này. Đó, ốp gỗ hai bên ba đinh tán này. Đấy, phần này bo thép luôn này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, bo thép như những cái phần như này rất là bền luôn. Hàng dùng bao chất bao xài luôn. C2 nhá. Các bác lên mã cho em là giao Thái C2. Bên em đang bán là 260.000 một cây nhá. 260.000 một cây này. Các bác thích không? Đấy, em liệng liệng nhá, rất ngọt luôn. Đấy, hàng bao dài bao tét luôn nhá. Đấy, rất ngọt luôn nhá, siêu ngọt luôn. Đấy, Thái C2 nhá. Thái C2 260.000 một cây này. Đấy, Thái C2 260.000 một cây. Đó, hàng quá đẹp, quá chất luôn, quá đỉnh luôn nhá. Đấy, quá đỉnh luôn. Đây em sẽ đo về sơ sơ cái rộng bản lưỡi này. Rất là nhiều bác hay hỏi cái rộng bản lưỡi con này. Con này rộng bản lưỡi của nó là 5 cm này. Đấy là con nhỏ này. Còn đấy con to. Con to thì cái phần rộng bản lưỡi của nó là hơn 5 cm một tí này, khoảng tầm 5 cm 2, 5 cm 3. Đấy, khoảng tầm 5 cm 2, 5 cm 3 này. Nói chung là khá là to tát chắc chắn. Hàng này thì bao xài bao dùng, các bác làm bếp làm giáp các thứ nhà hàng rất là thích con này. Đấy, rất đẹp luôn. Rất to tát chắc chắn nhá. Đấy, rất là to tát chắc chắn. Đấy thì bên em đang bán cả bộ. Nếu mà các bác mua cả bộ full combo, các bác mua cả bộ full combo thì giá bên em đang bán là 500.000 một bộ nhá. Nếu mà các bác mua lẻ thì là một con C1 là 280, còn con C2 thì là 260. Còn nếu mà các bác mua cả bộ full combo 2 cây như này thì giá bên em đang bán với bác là 500k một bộ 2 cây nhá. Đấy, 500k một bộ 2 cây. Bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, nếu mà các bác mua cả bộ 2 cây. Đấy, giá là giá chiên là như thế. Giá là giá chiên trong cái buổi tối ngày hôm nay, trong cái bộ dao ngày hôm nay thì gồm có 2 cây dao C1 và C2 các bác. Khi các bác mua cả 2 cây một bộ nhá thì là giá là 500.000 một bộ bao ship nhá. Còn các bác mua lẻ từng cây một thì cái cây C1 là 280, còn cây C2 thì là 260. Các bác mua từng cây thì bên em sẽ vẫn tính phí ship nhá. Còn các bác mua cả bộ full combo 2 cây thì là 500.000 một bộ bao ship nhá. Đấy, 500.000 một bộ bao ship. Hàng này của nó là hàng nguyên hộp nhá. Đấy, hàng nguyên hộp siêu chất siêu VIP luôn rồi. Đấy, hàng nguyên hộp siêu chất siêu VIP luôn. Còn cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng sản phẩm là cái dòng vật muỗi này. Đấy, dòng vật muỗi thông minh. Đấy thì giá em đang bán cho bác giá là đi 200.000 một cây nhá. Đấy, 200.000 một cây vật muỗi này. 200.000 một cây vật muỗi này. Đó, hàng bao xài bao dùng bác luôn. Đấy. Hàng này của thương hiệu Nakagami nhá. Hàng của thương hiệu Nakagami made in Japan này, made in Japan. Đấy thì con này nó có một cái chế độ thông thường, chế độ bắt muỗi, chế độ vật muỗi thông thường này. Đấy, chế độ vật muỗi thông thường này. Nó vật muỗi thông thường. Ngoài ra thì khi các bác đẩy cái phần này lên nhá. Đấy là nó sáng đèn này, sáng đèn thì nó thành cái đèn bắt muỗi nhá. Đấy, đánh đèn bắt muỗi thì các bác sẽ dùng cái chân đế này. Đây cái chân đế này bên em sẽ có đi kèm luôn này. Các bác cho vào đây chưa? Đó, các bác dựng đứng lên này. Đây, khi bác dựng đứng lên thì tổng quan cái cây muỗi của nó sẽ như này. Và cái đèn này nó sẽ dụ con muỗi vào, và con muỗi vào thì nó sẽ bay vào đây và nó sẽ tạch cái là muỗi sẽ đi luôn các nhá. Đây này. Đây này em dí này. Đấy, sáng tóe lửa luôn nhá. Đấy, điện rất là mạnh luôn các nhá. Đấy, điện rất là mạnh luôn. Điện rất là khỏe luôn nhá. Đấy, muỗi nó sẽ bay về và nó sẽ chết. Đấy thì gồm có hai chức năng, một chức năng là vật muỗi thông thường. Đấy, vật muỗi thông thường này các bác bật sang cái chế độ này. Đấy, bật sang cái chế độ thứ nhất này này. Đấy các bác vật muỗi thông thường, các bác bấm nút ở đây. Bấm nút này. Đấy, vật muỗi bình thường, các bác đẩy lên em này, đẩy lên này, đẩy lên nó lên cái đèn sáng là các bác cắm lên, là các bác cứ để góc nhà những cái chỗ nào nhiều muỗi là các bác để ở đấy. Là muỗi nó sẽ bay và nó chết con nhá. Đó. Thì giá bên em đang bán cái bộ sản phẩm vật muỗi này, giá bên em đang bán là 200.000 một cây nhá. Đấy, 200.000 một cây. Con này thì bên em đi kèm sẽ có một cái dây sạc đi kèm luôn nhá. Một cái dây sạc đi kèm. Các bác về cắm vào cái ổ này. Đây, cắm vào cái ổ này để bác sạc pin này. Còn cái phần đầu là bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc bình thường thôi. Con này nó sử dụng cái pin khô 16850 nhá, nên các bác yên tâm về cái độ bền của nó và cũng như là độ pin trâu của nó. Bao xài bao dùng các bác luôn các nhá. Đấy, bao xài bao dùng luôn. Đấy, giá mà em đang bán với bác là 200.000 một cây nhá. Các bác lên mã cho em là vật muỗi đi. Đấy, vật muỗi thông minh. Đấy, kiêm đèn bắt muỗi này. Giá mà em đang bán là 200.000 một cây này. Đó, 200.000 một cây đèn bắt muỗi. À, 200.000 một cây vật muỗi nhá. Đó, 200.000 một cây vật muỗi. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là cái
dòng dao dọc giấy của Kabushi Japan này. Đấy, dao dọc giấy của Kabushi Japan. Đấy, hàng chất liệu nó thân nhôm này. Thân nhôm có nhá. Đấy, hàng chất liệu nó thân nhôm này. Đấy, lưỡi đẩy rất là êm luôn. Đấy, lưỡi đẩy siêu êm nhá. Thì giá em đang bán cái dòng dao dọc giấy như này. Giá em đang bán là 50k có nhá. 50k một chiếc. Đấy, 50k cho một chiếc dao dọc giấy có nhá. 50k. Đấy, 50k một chiếc dao dọc giấy nha. Đấy, 50k một chiếc dao dọc giấy này. Đó, hàng bao xài bao chất năng luôn, bao chất lượng nhá. Đấy, bao chất lượng này. Đấy, 50.000 một chiếc nhá. Đó, 50.000 một chiếc dao dọc giấy, các bác lên mã cho em là dao dọc giấy bạc đi. Đó, giá bên em đang bán là 50.000 một chiếc. Ngoài ra thì bên em có kèm lưỡi luôn thôi nhá. Kèm lưỡi luôn. Đấy, kèm lưỡi luôn này. Lưỡi thì bên em đang bán là 30.000 một hộp thôi nhá. 30k cho một hộp lưỡi như này, một hộp. Đấy, 30k một hộp này. Một hộp này thì gồm có 10 lưỡi nhá. Một hộp này gồm có 10 lưỡi này. Lưỡi của Kabushi Japan luôn này. Đấy, một hộp 10 lưỡi. Giá bên em đang bán là đi 30k một hộp lưỡi nhá. Đấy, 30.000 một hộp lưỡi nhá. Đấy, 30.000 một lưỡi. Tiếp theo thì em lên đây bác là cái dòng bẫy chuột thông minh này. Đấy, cái dòng bẫy chuột thông minh, hàng bao xài bao chất luôn đó con nhá. Hàng này rất là dễ dùng. Đấy, chất liệu nó là nhựa ABS nhá. Đấy, nhựa ABS siêu cấp Vibro luôn, rất là cứng cáp dày dẫn này. Con này dùng rất là thích, các bác cứ bấm tay này, tạch cái vào lẫy này là các bác để mồi vào đây. Các bác để những cái chỗ chuột nó hay đi lại giờ đấy, hàng đầu hang chuột, chuột chạy cái là dính luôn nhá. Đấy, dính luôn rất là ngon. Đấy, bẫy chuột thông minh. Đấy, bẫy chuột thông minh. Đấy, rất là nhạy nhá. Em gọi là hơi lướt qua cái là dính luôn này. Đấy, gọi là hơi lướt lướt qua cái giấy qua cái là dính luôn này. Đấy, hàng bao xài bao dùng luôn. Đấy, thì giá em đang bán cái dòng bẫy chuột thông minh này là 20k các nhá. 20k một chiếc này. Đấy, 20k cho một chiếc bẫy chuột thông minh nhá. Các bác lên mã cho em là bẫy chuột thông minh. Đấy, giá em đang bán là 20k một chiếc. Tiếp theo thì lên bác cái sản phẩm là cái bộ lấy giấy tay đa năng này, lâu lắm không quay bác này, của thương hiệu Welling. Đấy, của thương hiệu Welling này. Đấy, bộ lấy giấy tay đa năng hình hai thằng người này. Bộ này thì rất là hay. Đấy, vì nó gồm rất là nhiều cái món nhá. Đấy, gồm rất là nhiều món này. Lấy giấy tay to nhỏ rồi dạng lò xo rồi các kiểu này. Đây. Để em sắp đầu bác xem này. Đấy thì nó gồm có những cái món như này. Đấy, rất thích nhá. Đây có những cái đầu lò xo này, cái phần lấy lò xo này các bác lấy rất thích này, rồi là có lại lấy dây to to nhỏ này. Con này thì rất là thích hợp cho bác thích mang đi du lịch hoặc mang đi lại này, các bác dùng này. Hoặc là các bác đeo thích chiếu đeo đeo phần móc chìa khóa này. Đây nó có phần móc chìa khóa đeo này. Đấy, phần móc đeo chìa khóa này. Hoặc là các bác thích dùng riêng ấy, nhiều bác không thích dùng chung. Đấy, không thích dùng chung thì bác mua quà này cho em. Đấy, mua quà này cho em. Đấy thì giá em đang bán giá rất là hời thôi. Giá rất là sinh viên học sinh luôn nhá. Đấy, giá gọi là giá chiên đấy các nhá. Giá thì bên em đang bán bác giá là 70k nhá. 70k cho một cái bộ lấy giấy tay đa năng nhá. Các bác lên mã cho em là bộ lấy giấy tay đa năng. Giá bên em đang bán là 70.000 một bộ nhá. Đó, 70.000 một cái bộ lấy giấy tay đa năng này. Đó, 70.000 một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng thôi nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng này. Đấy đây. Em vứt ra đây quay luôn bác xem cho bác dễ nhìn này. Đó, thì cái con này, cái tổng chiều dài khi mà cả thân xẻng cả chiếc các thứ lắp các bác lắp vào này thì nó dài khoảng tầm là đi đây đấy, dài là khoảng tầm hơn 1 mét nhá, 1m05, nó khoảng tầm 1m05, nó khoảng khoảng nhá, nói chung em đo này nó khoảng khoảng tầm đấy, áng áng thì nó khoảng tầm 1m05. Đấy, phần đầu xẻng này, đầu xẻng này nó có phần lỗ ốc này. Đấy, lỗ ốc này, lỗ để bác xoáy ốc này, rồi là phần lưỡi cưa này, phần cắt dây giật dây này, phần lưỡi xẻng này, và bên này phần lưỡi dao này. Đó, hàng của Kobe Japan đấy các nhá. Con này chất liệu của nó là chất thép pha với carbon nên là siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Đây các bác nhìn này, rất là dày luôn, phần lưỡi xẻng rất là dày. Con này thì ngoài chức năng xẻng các bác nối gốc ra cho em là các bác đã chuyển được thành cuốc luôn này. Đấy các bác xoáy vào này. Đấy là nó sẽ thành một cây cuốc này để cho bác cuốc đi cuốc lại rất tiện luôn nhá. Đấy các bác cuốc này. Đấy, cuốc đi cuốc lại thứ rất tiện luôn để các bác cuốc này. Đấy, hàng rất là dài, chắc chắn, dày dẫn này. Đây, nó thành cái cuốc này rất là hay các bác nhá. Ngoài ra thì khi bác dùng các bác xoáy cái phần này cho em. Đấy, các bác xoáy này ra thì bên trong này thì nó sẽ có những cái phụ kiện đi kèm này. Đấy, phụ kiện đi kèm đầu tiên của nó là một con dao này. Đấy, nó dắt ra ngoài luôn. Con dao này cũng có thể tháo được các nhá. Con dao này tháo được, nhưng em đang lắp vào để quay cho bác luôn cho nó tiện này. Đấy, con dao này khi bác tháo cái phần chuôi ra thì cái chuôi này nó thay là thành một cái chuôi dao luôn. Đấy, là thành một con dao để các bác đi rừng đi phượt này, các bác chặt chém thái trước bổ biếc các kiểu này. Đó, thành một con dao này. Đấy, dao này nó có phần lưỡi cưa này, rồi là phần bật bia này. Đấy, dao nó có lưỡi cưa rồi bật bia các kiểu luôn nhá. Đấy, lưỡi dao rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo thì ở trong này, các bác tháo ra tiếp này. Các bác tháo ra cho em thì trong này nó gồm có cái đầu này của nó là một cái đầu phá kính này, một cái đầu phá kính này. Đấy, một cái đầu phá kính này. Rồi ở đây thì nó là cái đánh lửa có nhá, đánh lửa này. Đấy, đánh lửa có nhá, đánh lửa rồi là coi này.
Đấy, còi các nhá. Đấy, còi đấy bác thổi báo động này. Đấy, đánh lửa rồi còi thổi báo động nhá. Còi thổi báo động. Đấy, còi thổi báo động này. Rồi trong này thì nó để một cây tô vít này, để cho bác xỏ vào cái lỗ lục giác này các bác xoáy này. Đấy, để cho bác xỏ vào cái lỗ lục giác các bác xoáy này. Tô vít này nó có hai đầu luôn nhá. Đấy, tô vít nó có hai đầu luôn. Đấy, một đầu dẹt và một đầu ba ke bốn cạnh này, để cho bác lắp vào cái phần này các bác xoáy. Đấy, các bác lắp vào các bác xoáy. Đấy thì tổng quan một cái cây xẻng này của nó thì nó gồm rất là nhiều chức năng, vừa cưa này, vừa cuốc này, vừa xẻng này, rồi là đánh lửa, rồi là còi này. Đấy, rồi là dao này. Đấy, rồi là các những cái khúc nối này. Đấy, những cái khúc nối đi kèm. Đấy, đầy đủ một cái xẻng này. Đây là một cái xẻng này, giá mình em đang bán bác giá cũ là 420, nhưng mà hôm nay em giảm giá bác là chỉ còn 400.000 một cây đúng không nhá. Đấy, các bác lên mã cho là xẻng sinh tồn đi. Giá mình em đang bán là 400.000 một cây xẻng sinh tồn, xẻng đa năng nhá. Đấy, 400.000 một cây. Đây nha các ơi, đây em sẽ test cái chức năng đánh lửa của cái xẻng này nhá, để cho bác xem nó thích này. Đấy, đánh lửa này. Đấy, các bác thấy không? Tóe lửa luôn này. Đấy. Đấy, tóe lửa luôn nhá. Đấy, đánh lửa tóe lửa luôn nhá. Rất là thích luôn, nhìn rất là thích mắt. Đây em đánh lại này. Đấy, đánh lửa luôn nhá, tóe lửa luôn. Đấy, đánh các bác đánh cái này phải có tí lực. Các bác đánh là phải có tí lực thì nó mới tóe lửa được các bác nhá. Đấy. Đây thì giá bên em đang bán cái xẻng này là 400 nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu với dòng xẻng sinh tồn này thì alo em. Đấy, 400.000 một cái xẻng sinh tồn, xẻng đa năng nhá, 400.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng bình dầu này. Đấy, cái dòng bình dầu để cho bác phun nhớt, phun nhớt và phun dung dịch này. Đấy, các bác phun dạng nước, phun dạng dung dịch này. Đấy, các bác sử dụng cái bình dầu này, các bác phun những cái chi tiết máy này. Rồi đó bác thợ thuyền máy may các thứ hay dùng ấy, hoặc là sửa xe máy các thứ, sửa sữa rồi hay dùng để xịt dầu, xịt nhớt các thứ dùng rất là hay. Các bác sẽ cho nước bên trong này và các bác bấm vòi phụt thôi. Đấy, các bác cho nước bên trong này, bấm vòi là phụt, cho nhớt, cho dầu, cho các kiểu này. Đấy, bấm vòi là phụt này. Đấy, phụt rất là ngon luôn các bác nhá. Ngoài ra cái vòi này các bác uốn này, uốn đi uốn lại này, các bác phụt những cái vị trí khó này các bác không lách vào được này. Thì các bác uốn cái vòi này, cái vòi này các bác uốn thoải mái nha luôn nhá. Đấy, vòi rất hay luôn, không gãy luôn các nhá. Uốn thoải mái không vấn đề gì luôn. Đấy, uốn thoải mái không vấn đề gì luôn. Đây giá em đang bán cái sản phẩm bình xịt nhớt này, giá là chỉ có 50.000 một chiếc thôi nhá. Đấy, 50.000 một chiếc bình xịt nhớt nhá. Đấy, 50.000 một chiếc bình xịt nhớt. Sản phẩm tiếp theo em lên với bác một cái số sản phẩm, cái dòng thước bên em này. Đấy thì bên em có cái dòng thước 10 mét này. Đấy thì giá em đang bán là 85.000 một chiếc các nhá, 85.000 một chiếc. Chất liệu của nó là nhựa siêu cứng cáp các nhá. Đấy, không vỡ luôn. Đấy, nhựa này va đập thoải mái không vấn đề gì. Đấy, nhựa va đập thoải mái. Có phần khóa này, khóa nhanh này. Đây là phần khóa nhanh này. Đấy, đây là phần một cái lẫy khóa nhanh này. Còn đây là một cái lẫy khóa chết này. Đấy, một cái lẫy khóa chết này. Còn trước thì số của nó rất là to luôn. Đấy, số siêu to. Hàng của nó thì hàng bao dùng luôn, các bác tuốt tay thoải mái không bị đứt tay. Đấy, tuốt tay thoải mái này. Đấy, không lo đứt tay luôn. Phần này nó làm để nó làm nhám nhá, chống mờ nhá. Đấy, các bác mang đi dùng, chống mờ các bác di thoải mái này, các bác về này. Đấy, nó làm nó chống mờ nó rất là ngon luôn. Đấy, chống mờ rất là ngon luôn. Đấy, giá mà em đang bán cái dòng thước 10 mét này của nó là 85.000 nhá. 10 mét này, đấy của Kabushi Japan, 85.000 một chiếc nhá. Đấy, 85.000 chiếc. Tiếp theo là cái dòng thước 7 mét rưỡi này, thước lỗ ban nhá. Đấy, thước lỗ ban 7 mét rưỡi này. Con này thì nó có hai mặt đo, một mặt đo thường này, một mặt đo lỗ ban này, để một mặt đo lỗ ban để bác đo phong thủy nhá, để cho bác đo phong thủy, đo hướng nó hiếc các kiểu đấy, đo đất đai giờ để đo phong thủy. Thì bác dùng quả này nhá. Đấy, thì con này thì đo được là 7 mét rưỡi này. Chất liệu của nó như con kia. Đấy, chất liệu của nó như con kia luôn. Đó, hàng cũng bao xài bao dùng luôn. Chống mờ và hàng tay di không đứt này. Đấy, thước rất là trơn tru nhá. Đấy, vào rất là từ từ, không như những cái dòng thước kia nó vào rất vội, con này vào rất là nhẹ nha nhá, vào rất là từ từ nên là nó rất là bền thước luôn. Giá bên em đang bán cái dòng thước lỗ ban 7 mét rưỡi này thì giá bên em đang bán là đi 75k nhá. Đó, 75k. 75k nhá, 75k cho sản phẩm thước lỗ ban 7 mét rưỡi. Tiếp theo thì ở đây em có cái dòng thước là cái dòng thước 5 mét này. Đấy, cái dòng thước 5 mét này. Con này thì cũng chất liệu nó như con kia luôn nhá. Đấy, hàng cũng là chúng mờ chúng trước này. Đấy, tay di thoải mái này, số to rõ ràng này. Đấy, số to rõ ràng. Con này thì của nó là 5 mét thôi nhá. Của nó 5 mét này. Con này bên em 5 mét đang bán là đi 65k nhá. 65k. 65k cho một cái sản phẩm thước 5 mét này. Đấy, 65k cho sản phẩm thước 5 mét này. Tiếp theo thì lên bác là cái sản phẩm là cái dòng kho ga đồng này. Đấy, kho ga đồng nguyên khối nhá. Đấy, kho ga đồng nguyên khối. Đấy, hàng chuẩn made in Japan luôn. Hàng bao xài bao dùng bác luôn nhá. Đấy, hàng bao xài bao dùng luôn. Các bác nhìn này. Có chữ made in Japan này. Đó, made in Japan nhá. Đấy, con này nó là dạng đồng nguyên khối nhá. Đấy, đồng nguyên khối thì rất là bền. Các bác nó chịu được nhiệt rất là tốt. Đấy, chịu nhiệt rất tốt. Có phần chỉnh to nhỏ này. Đấy, điều chỉnh ga to nhỏ này. Phần này các bác lắp vào bình ga mini rất là ok luôn này. Đấy, hàng đồng nguyên khối thì bao xài bao dùng bác luôn, bảo hành luôn. Vì nó rất là bền, chịu nhiệt rất là tốt. Đây có phần tản nhiệt này. Đấy, phần
thanh gọt tản nhiệt này, nó rất là ngon luôn. Giá em đang bán cái dòng kho ga đồng nguyên khối này, giá em đang bán là 150k nhá. Các bác lưu ý là cái dòng kho ga đồng nguyên khối này của nó là hàng này của nó là nó không có ấy nhá, nó không có đánh lửa nên các bác về phải mồi. Nhưng mà bù lại thì con này nó là hàng đồng nguyên khối nên là siêu bền. Đấy, dùng thì nói chung là nồi đồng đục cối đáo nhá, dã chiến. Đấy thì giá em đang bán là 150k một chiếc kho ga đồng nguyên khối. Cái sản phẩm tiếp theo em lên đây bác là cái dòng cưa gấp đen trắng nhá. Đấy, cưa gấp đen trắng này. Đấy, cưa gấp đen trắng hàng lưỡi kép này. Đấy, hàng lưỡi kép nhá. Đấy, hàng lưỡi kép này. Đó, hàng made in Japan nhá. Made in Japan, con này nó là dòng cưa lưỡi kép nhá. Cưa siêu nhanh luôn. Các bác nhìn thấy những cái lỗ hạt bưởi này. Đấy, khi các bác cưa là nó sẽ thoát những cái rác nó ra, những cái mùn cưa nó sẽ thoát ra nhanh nên là cưa rất là ngon luôn. Cưa siêu ngọt nhá. Hàng made in Japan, chất thép của nó là SK5 nhá. Chất thép SK5. Đấy, hàng này gấp gọn luôn. Nhiều bác thì trong Nam hay gọi là cưa xếp đấy. Thì các bác lên mã cho là cưa gấp đen trắng này. Đấy, cưa gấp đen trắng. Thì giá em đang bán cái dòng cưa này là đi 150, nhưng mà hôm nay trong video hôm nay đang giảm luôn các bác vào chỉ 130 thôi. Đen trắng này, đen trắng. Đen trắng 130k nhá, 130k một sản phẩm cưa gấp đen trắng này, 130k một sản phẩm cưa gấp đen trắng này. Lưỡi của nó là dài 24 cm nhá. Các bác lưu ý là lưỡi này dài 24 cm. Đấy, lưỡi dài 24 cm. Giá em đang bán cái dòng cưa gấp này là đi 130.000 một chiếc nhá. Đó, 130.000 một chiếc. Tiếp theo thì sau này lên bác cái sản phẩm là cái bộ tỉa lông mũi này. Đấy, cái bộ tỉa lông mũi. Đấy, bộ tỉa lông mũi hàng của Germany nhá. Đấy, hàng của Germany. Đó, hàng của Germany này. Đây thì nó gồm có một cây lông mũi chính này. Đấy, bóp bằng tay nhá. Con này thì hay nói vui với bác là bóp mũi chạy bằng cơm. Đấy, tỉa lông mũi chạy bằng cơm nhá. Chạy bằng cơm nghĩa là tức là các bác dùng tay để các bác bóp này. Đấy, con này các bác cứ cho lỗ mũi và các bác bóp thôi. Đấy, các bác cứ bóp là cái bánh xe nó sẽ quay này. Đấy, bánh xe nó sẽ quay, nó sẽ nghiến cái nó sẽ cắt đứt cái lông mũi của mình, dùng rất dễ. Đi kèm thêm cái này sẽ có một cái chổi vệ sinh bên trong hộp này. Đấy, đầy đủ full combo. Hộp như này, đựng trong hộp nhìn rất là sang xịn mịn nhá. Hộp này các bác mang đi du lịch hay là mang đi công tác các thứ dùng rất là tiện lợi luôn. Hoặc là các bác để trên xe ô tô hoặc là để ở nhà cũng được, rất là xịn sò nhá. Đó, hàng made in Germany. Giá em đang bán cái bộ tỉa lông mũi này, giá đang bán là đi 100k nhá, 100k. Các bác lên mã treo là bộ tỉa lông mũi nhá, tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi. Giá bên em đang bán là 100k nhá. Đấy, hàng của Germany, made in Germany này. 100k một bộ nhá. Đó, 100k một bộ. Tiếp theo thì ở đây em còn hai cái bộ bấm móng Nhật này. Đấy, Nhật này, M4 này. Đấy thì bữa trước bên em đang bán là 201. Nhưng mà trong video hôm nay em còn hai bộ thì thành lý nốt cho bác là chỉ còn 180k. 180k một bộ nhá. Đấy, 180k bỏ qua cái giá 201 này luôn. 180k một bộ gồm có hai cây nhá. Đấy, hai cây. Bộ này đựng trong hộp rất là sang xịn mịn này, gồm có hai cây nhá. Một cây cắt thường và một cây cắt khỏe này. Một cây cắt thường này, một cây cắt thường này. Một cây cắt khỏe này, đấy, một cây cắt khỏe này. Và một cái rũa mài các nhá, một cái rũa mài này để cho mài mài cắt xong các mài này. Đấy thì em còn đúng hai hộp, giảm giá nốt cho bác là từ 201 xuống 180 nhá, từ 201 xuống 180. Đấy, hàng made in Japan này. Đó, made in Japan nhớ chưa? Made in Japan này. Đó, made in Japan. Đấy thì đang bán là 201 nhá, 201 đang giảm giá xuống là chỉ còn 280.000 một hộp thôi. Em còn chỉ có duy nhất hai hộp thôi nhá, để các bác nhanh tay. Còn duy nhất đúng hai hộp như này. Đấy, đúng hai hộp như này luôn thôi nhá. Đấy thì các bác lên mã cho là cái bộ cắt móng M4 của Nhật này. Đấy, M4 của Nhật này. Đó, giá bên em đang bán là 180k một bộ nhá. 180k một cái bộ bấm móng M4 của Nhật với nhau 180k. Đấy, 201 giảm xuống còn 180, giảm thanh lý nốt. Cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng liếc mài kim cương này. Đấy, cái dòng liếc mài kim cương để cho bác liếc dao mài dao rất là ngon luôn. Đấy, để cho bác liếc dao mài dao nhá. Con này thì ngoài chức năng liếc mài dao, con này nó sửa được cả lưỡi dao lưỡi kéo bị mẻ nhá. Đây, lưỡi dao lưỡi kéo bị mẻ này, các bác dùng con này rũa này. Đấy, rũa rất là ngon luôn. Đấy, con này tráng một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, nên là dùng rất là phê. Đấy, dùng rất là siêu luôn. Dùng nói chung là mài rất là thích. Đấy, của Diamond Samper này, tráng một lớp kim cương nhân tạo này. Đó, hàng nội địa Nhật nhá, hàng nội địa Nhật này. Đây, toàn chữ Nhật thôi. Đấy, Diamond Samper. Đấy thì giá bên em đang bán với bác giá là đi vẫn giá cũ nhá, 170.000 một cây. Đó, 170.000 một cây. Hàng này bán quá nhiều rồi. Đấy, bán siêu chạy luôn nhá. 170k cho một cái cây liếc mài kim cương này. Các bác lên mã cho em là liếc mài kim cương. Đấy, giá bên em đang bán là 170.000 một cây nhá. Đó, 170.000 một cây liếc mài kim cương luôn nhá. 170.000 một cây. Cái sản phẩm tiếp theo em lên với bác là cái con dao Gunbo này. Con này lâu lắm mà không quay bác này. Đấy, của thương hiệu Gunbo. Yoshikin Japan này, Yoshikin Japan. Con này nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy, hàng bao xài bao sắc bác luôn. Hàng này nói chung là em bán quá là nhiều rồi. Đấy, rất là sắc các bác nhá. Đấy, dùng thì chưa bác nào chê, chỉ có bác mua thêm thôi các bác. Các bác nhìn này. Đó,
Đấy, rất sắc các nhá. Những cái con dao chặt mà nó khía được giấy này thì rất là hiếm luôn nhá. Rất là hiếm luôn. Đấy các bạn cứ nhìn này, nó khía giấy này. Phát một luôn nhá. Đấy, phát một luôn. Đấy, giấy rất là ngon. Đấy, đi phát một nhá. Đấy, đi giấy phát một luôn này. Đó thì giá em đang bán cái con này là đi bữa trước bên em đang bán là 350 nhá, nhưng mà hôm nay trong video hôm nay thì em còn mấy con xả nốt với bác này. Giá xuống là chỉ còn 330.000 một cây nhá. Đó, 330k một cái cây dao chặt nha. Đấy, hàng của nó là hàng đúc điền thân này, hàng đúc điền thân. Đấy, tay cầm nó làm nhám này, chống dính, chống trơn trượt này. Đấy, các bác lên mã cho em mà dao chặt C1 đi, hoặc là chặt Nhật này. Chặt Nhật C1 cơ nhá. Đấy, chặt Nhật C1 giá mà em đang bán là 350k. 350k nay giảm lúc bác là chỉ còn 320k một cây thôi. Đấy, 320k một cái cây dao chặt Gunbo này. Đấy, 320k một cây. Đấy, hàng bao xài bao dùng luôn nhá. Một mà 320.000 một cây, nặng khoảng tầm 5 lạng nhá. Về con này cho bác chặt gà chặt vịt thì bao dùng luôn. Đây em cần thiết thì em sẽ lấy cái thước đo và cái số đo tổng quan nó cho bác dễ hình dung này. Đấy, lấy cái thước đo số đo để cho bác dễ hình dung nhá. Con này thì cái tổng chiều dài em đo đây. Tổng chiều dài em đo của nó là vào 30 cm nhá, 30 cm này. Đấy, phần bản lưỡi của nó là dài khoảng tầm 20 cm. Đấy, nói chung là các bác cầm rất là vừa tay. Các bác cầm rất vừa tay, không nặng quá, không nhẹ quá nhá. Đấy, hàng dao rất là chất luôn rồi. Đấy, thương hiệu Gunbo Yoshiki Japan. Trần Nhật C1 giá em đang bán 350k. Nay giảm xuống cho bác là chỉ còn 320k một cây nhá. Đó, 320k một cây. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng tô vít đóng 7 cây này. Đấy, dòng tô vít đóng 7 cây, hàng của thương hiệu Protool này. Đấy, hàng của Đức nhá. Đấy, nó gồm có 7 cây nhá, gồm có 7 cây. Đấy, gồm có 7 cây này. Đấy, gồm có 7 cây cộng trừ có cả luôn nhá. Hàng này chuyên cho bác dùng để làm tô vít đóng này, làm chuyên cho bác để dùng tô vít đóng này. Hàng bao xài bao dùng luôn. Đấy, các bác mua ngoài thị trường thì một cây này nó rơi khoảng tầm là đi 60.000 đến 70.000 một cây rồi, nhưng mà bên em bán nó gọi là giá chiên giá xả bác này. Đấy, đi ôm lô thanh lý này thì giá bên em đang bán là đi 160, nhưng mà trong video hôm nay thì giảm cho bác là chỉ còn 150 thôi nhá. 160 giảm xuống là chỉ còn 150k. 100k cho một cái bộ tô vít 7 cây này. Các bác lên mã cho em là bộ tô vít 7 cây. Giá em đang bán là 150k một chiếc nhá, à một bộ nhá, một bộ 7 cây. Đấy, giá em đang bán là 150k một bộ 7 cây này. Cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là một số cái dòng khóa số bên em vẫn còn này. Đấy, ví dụ như con khóa số U này. Đấy, khóa số U này. Đấy, khóa số U bao xài bao dùng luôn này. Con này nó khóa mật khẩu nhá. Các bác lưu ý đi, các bác muốn khóa thì các bác phải chuyển hết với cái mã của bác để này. Ví dụ như bên em để mặc định là 4 số 0 nhá. Để mặc định là 4 số 0. Để bác dễ nhìn này. Đấy, 4 số 0 này. Đó, khóa 4 số 0. Đấy, hàng bao xài bao dùng luôn. Các bác bấm nhẹ cái tạch vào luôn nhá. Bấm nhẹ cái ngon lành luôn này. Đấy, hàng rất ngon luôn. Đây phần nút bấm nó mở này. Đấy, nút bấm nó mở này. Đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy thì giá em đang bán cái dòng khóa U này. Giá em đang bán là đi 120k một chiếc nhá. Đó, 120k cho một chiếc khóa U nhá. Khóa U. Giá em đang bán là 120k một bộ nhá. Khóa U này. 120k cho một cái bộ sản phẩm khóa U này. Đó, 120k cho bộ sản phẩm khóa U nhá. Tiếp theo thì ở đây em còn cái dòng khóa một vòng và cái dòng khóa hai vòng này. Đấy, một vòng thì bên em đang bán là đi một vòng thì đang bán là 100, còn cái dòng hai vòng đấy thì giá bên em đang bán là đi 120 nhá. 120. Hàng này thì các bác chỉnh số nó như con kia thôi, bên em để mặc định hết số 0, với bác đổi hoặc là như nào được, các bác để giữ nguyên đấy dùng được. Đấy, 4 số 0 hết nó ra này. Các bác lại cắm cho em này. Đấy, cắm vào các bác cứ đảo loạn lên nhá. Đấy, đảo loạn lên khi các bác muốn khóa các bác cứ đảo loạn lên. Đó. Hàng bao xài bao dùng bác luôn. Thì cái dòng khóa một vòng này, bữa trước bên em đang bán là 150 nhá. Đó, 150, nhưng mà trong video hôm nay thì em giảm xuống là chỉ còn cái dòng khóa hai vòng này là chỉ còn 120.000 nhá, 120.000. Còn cái dòng khóa một vòng như này, giá bên em đang bán là đi 100.000 một chiếc nhá. Đó, 100.000 một chiếc khóa một vòng. Đấy, 100.000 một chiếc khóa một vòng. Cái sản phẩm tiếp theo này bên em lên đây bác là cái dòng bình phun này. Đấy, cái dòng bình phun dung tích của nó là 2 lít nhá. Dung tích của nó là 2 lít bình phun của Nhật này. Đấy, hàng bao xài bao dùng luôn. Đấy, công tắc nút bấm rất là êm này. Đấy, bơm biếc rất là êm luôn. Nó có chỉnh các chế độ nhá, chỉnh phun xương, phun mạnh, phun nhẹ, phun xa, phun gần. Nó tay cầm rất chắc chắn này. Nó dung tích của nó là 2 lít nhá, dung tích của nó là 2 lít. Đấy, dung tích của nó 2 lít có phần chia luôn này. Đấy, giá em đang bán cái dòng bình cái bình phun cây cảnh này, hoặc là cái bình phun tưới lan này. Đấy, giá em đang bán là đi 140k một chiếc nhá. Đó, 140k một chiếc bình phun nha. 140k một chiếc bình phun. Đấy. Con này thì phun rất là khỏe luôn nhá. Phun bao khỏe bao xài luôn này. Đấy, phun bao khỏe bao xài luôn nhá.
Đấy, phun ra tia các thứ này, chỉnh các bác điều chỉnh chế độ đây này. Đây các bác nhìn này. Đấy, phun rất mạnh luôn các nhá. Đấy. Rồi các bác chỉnh chế độ này. Đấy, các bác chỉnh chế độ này. Rất là ngon luôn nhá. Đấy, và bơm rất là nhẹ luôn này. Bơm rất là nhẹ luôn nhá. Bơm như không luôn. Đấy, bơm siêu nhẹ. Ngoài ra đây nó có một cái van này. Các bác nhìn cái van này. Đó, cái van này nó xả hơi này. Mỗi khi các bác không dùng nước thì các bác xả hơi cho em. Đấy, các bác xả hơi ra để thứ nhất là nó giữ cái bình nó bền mà nó không bị nứt ra. Các bác để hơi là lâu ngày nó sẽ nứt những cái mạch liền này, những cái mạch nối là để lâu là sẽ bị nứt ra nhá, vì cái hơi nó đẩy căng quá. Còn ở đây là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, lẫy khóa này. Các bác muốn phun lâu, các bác muốn giữ nha, thì các bác ấn này xuống này, các bác đẩy cái này vào là nó sẽ tự thế nó phun, các bác không cần phải giữ nhiều nữa. Đấy, thì cái khóa này rất là hay nhá, khóa này rất là hay luôn. Đấy, thì giá em đang bán cái dòng bình này là 140.000 bình nhá. Các bác lên mã cho là cái bình phun nước. Đấy, bình phun nước giá 140.000 bình. Cái sản phẩm tiếp theo em lên với bác là cái bộ sản phẩm là cái bộ cà lê K7 này. Thì bộ này nó gồm có 7 cây cà lê nhá, 7 cây trồng cà lê. Đấy, 7 cây trồng cà lê này. Đấy, các cỡ này. Đấy, hàng này thì cái cây trồng này nó rất là hay nhá. Con này nó có đảo chiều được luôn này. Đấy, đảo chiều rất ngon. Đấy, có đảo chiều luôn nhá, có đảo chiều luôn này. Đấy, có đảo chiều luôn này. Đấy, rất là hay nhá. Đấy, để bác xoáy trồng này. Còn phần này các bác cà lê màu lết này. Đấy, cái phần đầu cà lê màu lết. Con này thì cỡ của nó là đi đây, cái cỡ của nó này, cỡ của nó là từ 8 10 12 13 14 17 19 này. Đấy, của nó là gồm có 2 4 7 cỡ nhá. Đấy, 7 cỡ 8 đến 19, 8 đến 19. Thì cái bộ này gồm có 7 cây và một cái tay túi sách này. Đấy, một cái túi sách này các bác mang đi mang lại dùng rất là tiện luôn này. Đây một cái túi này mang đi mang lại dùng rất tiện luôn. Thì cái bộ này các bác lên mã cho là bộ K7 đi. Cái bộ K7 giá em đang bán là 450.000 một chiếc nhá. À 450.000 một bộ K7 nha. Đó, 450.000 một cái bộ K7 nhá. Các bác lên mã cho là bộ K7 này. Đấy, bộ K7 giá bên em đang bán là 450.000 bộ nhá. 450.000. Tiếp theo em lên với bác là cái dòng vòi chậu này. Đấy, cái dòng vòi chậu. Đấy, dòng cho các bác lắp vòi chậu, vòi nước các thứ này. Đấy, các bác lắp vào những cái balabo đấy để các bác lắp vòi chậu, vòi rửa mặt này. Đấy thì rất là thích luôn. Đấy, con này dùng chất liệu nó là inox nhá. Chất liệu của nó là inox này. Đây. Ở đây em đang có cái cục ke gốc nam châm này em hít này. Đấy, hàng bao xài luôn này. Nó hít rất là ngon luôn nhá. Hít rất là ngon nhưng mà không hít luôn được luôn. Đấy, hàng của nó là chất liệu của nó inox này. Inox 34 cao cấp luôn nhá. Inox 34 cao cấp này. Đấy thì một phun một cái bộ combo sản phẩm vòi chậu này. Giá em đang bán là 260.000 thì ở đây nó sẽ có một cái vòi chính này. Hai cái nguồn vào nóng lạnh này, hai cái đường nguồn vào nóng lạnh này, phân chia hai màu luôn này. Đấy, các bác nhìn cái vòi này nó bọc này. Đấy, bọc inox luôn này, rất là ngon. Đấy, những cái thị trường nó chỉ có nguyên vòi không, con này bọc inox này. Đấy, như cả bọc áp lực đấy. Sợi chịu áp lực nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Ngoài ra thì đây nó có một cái phần đế nối này. Đấy, đế nối các bác nối cái phần chân này. Bác nối phần chân này. Đó thì giá em đang bán full combo của bộ này. Giá là chỉ có 260.000 bộ thôi nhá. 260.000 một cái bộ vòi nối nha. Đây em sẽ đo về cái tổng chiều dài để bác dễ hình dung này. Con này tổng chiều dài cái vòi chậu này của nó là đi 17 cm này. Đấy, phần phần chìa ra khóa ra này của nó là đi 10 cm này, 10 cm này. Đấy, phần khóa ra này của nó là đi 4 cm này. Đấy, đường kính này, đường kính cái trục này của nó là đi 4 cm mấy này. Gần 4 cm này, hơn 4 cm một chút này, hơn 4 cm một chút này. Đó, thì là cái dòng sản phẩm vòi chậu Balabo nhá. Đấy, giá em đang bán là 260.000 bộ nhá. Các bác lên mã cho là vòi chậu Balabo. Đấy, giá em đang bán là 260.000 bộ, hàng full combo này luôn. Đấy, 260.000 bộ. Tiếp theo thì lên với bác là cái dòng vòi xịt này, vòi xịt nhà vệ sinh. Đấy, vòi xịt nhà vệ sinh nhá. Đấy, hàng bao xài bao dùng bác luôn. Chất liệu của nó là inox nhá. Đấy, nó cùng thương hiệu với cái bộ kia luôn. Đấy, chất liệu nó inox 34. Hàng chất liệu inox cao cấp luôn rồi. Hàng xịt rất là ngon, bấm rất là êm tay nhá. Đi kèm thêm cái bộ sản phẩm này thì sẽ có một cái túi ốc vít này. Đấy, một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ này. Và một cái sợi dây dài 1m2 các bác nhá. Đấy, một cái sợi dây dài 1m2 này. Một sợi dây dài 1m2 này. Đấy, một sợi dây dài 1m2. Đấy, sợi dây dài 1m2 này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, sợi dây dài 1m2. Đó thì giá em đang bán cái bộ này là đi 130.000 một bộ nhá. 130.000 một cái bộ vòi xịt nhà vệ sinh. Các bác lên mã cho là vòi xịt nhà vệ sinh đi. Đấy, giá em đang bán là 130.000 một bộ nhá. Đó, 130.000 bộ. Và cái sản phẩm tiếp theo đây là cái cây nước tắm, cái cây tắm sen đứng này. Đấy, cái cây sen đứng tắm đứng này. Thì cây này hôm qua nó có quay video chi tiết rồi. Các bác có thể xem lại kênh nha. Đấy, giá em đang bán là 1.300.000 một cây này các nhá. 1.300.000 một cây này. Các bác có thể xem kỹ lại trên video em các nhá. Đó thì còn rất là nhiều sản phẩm mới nữa. Nhưng mà thời gian nó có hạn thì em xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bác rất nhiều đã luôn quan tâm ủng hộ em. Các bác có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em các nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.